Chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với máy xúc Việt Nam Vlog. Ở cái video tiếp theo hôm nay mình có một chút thay đổi rồi, mình quay lại cái ao cho mọi người xem này. Ở cái video trước thì mình có hai video, đó là mình đắp cái bờ này, cái bờ ao này. Ở cái bờ này mới lại ở cái ngoài này. Đây thì mình đã đắp nó gọi là xong hết rồi, nhưng mà người ta lại có một chút cái thay đổi mọi người ạ. Thì bây giờ người ta sẽ hạ xuống cái nền này xuống khoảng độ 50 phân nữa mọi người nhá. Đấy, cái như vậy 50 phân rồi đắp cái bờ nó cao lên khoảng độ 3-40 phân nữa. Vì vậy và bây giờ mình sẽ lại phải quăng đất đi lên rồi. Nghe ra thì mình chỉ đắp mỗi cái cục, quăng mỗi cái cục này ra ngoài kia nó là ok rồi. Nhưng mà bây giờ tự dưng là có chút thay đổi nên là mình phải làm như này. Ở dưới này thì nó toàn đá luôn mọi người. Đây nó toàn đá thôi. Nó xuống khoảng 50 phân nha mọi người nhá. Nhưng mà quăng hạ xuống cái này thì thêm tiền thôi, nhưng mà mỗi cái là ở cái tầng lớp ở dưới này thì nó hơi bị sâu một tí. Nó hơi bị lắm đá. Là cái đất nó rất là mềm. Đấy, chính vì vậy là mình sẽ múc cho một cái hố vào đây để nếu nó có nước ra thì nó cứ rơi vào cái hố này trước. Xong rồi mình đi ra bên ngoài thì mình làm, đi làm ở bên ngoài ngoài này. Nhà người ta kể bảo lúc đầu thì mình biết mình đắp cái bờ ở dưới kia cho nó to hơn, nó sâu hơn. Nhưng mà người ta lại không ấy. Thế sau thế nào nghiên cứu thế nào lại đi đắp lại. Cái đất ướt này thì nó rất là khó để đắp lên trên này. Khó nó không phải khó, nhưng mà khi mà mình đã đắp thêm vào cái bờ to ở ngoài kia, cái bờ ở ngoài này, thì nó sẽ rất là khi lúc nào nó không dính vào nhau á. Nếu như mà để mà mình đắp ở theo cái kiểu là cùng đắp cùng một bắt đắp một lần không ấy, thì nó sẽ dính vào nhau thì nó dễ hơn, nó sẽ nhanh nhàn hơn. Bây giờ là mình đắp theo kiểu là mình phải bổ cái ít cái bờ đấy ra, sau đó mình cho thêm cái đất này vào, cho cái bờ chân nó to ra. Thì mình cũng có cập nhật video ở cả kênh nhà máy xúc Việt Nam Vlog và kênh máy xúc nhỏ của trái đất. Thì anh em nếu như mà có xem thì anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Kênh máy xúc nhỏ và bỏ trái đất của mình thì mình chỉ làm về những cái vấn đề đó là học làm máy xúc. Với lại là bây giờ hiện tại thì nó đang ở phần cơ bản thôi, mình chưa làm những cái video mà nó về phần nâng cao như ở bên máy xúc Việt Nam Vlog này. Nếu như mà mình làm nâng cao rồi ấy, thì anh em sẽ sau này mình sẽ mỗi một công trình mình sẽ đăng ở cái video. Mình không đăng như kiểu video ở cái kênh mình nữa. Kênh này hiện tại thì bây giờ mình cũng có video nào thì mình đăng hết ở cái kênh này, nhưng mà là cái kênh này là mình không hướng dẫn lại máy xúc, chỉ hướng dẫn là cách làm máy xúc thôi, cách thi công công trình thôi. Nếu mà anh em nào muốn mà học thì mới xúc thì anh em hãy sang kênh kia. Trong khoảng 1-2 tháng nữa thì mình sẽ làm video đến phần nâng cao, đó chính là mình sẽ làm được đến cái phần là về thi công. Bây giờ hiện tại thì nó đang là cơ bản thôi. Anh em nào mà chưa qua được cái giai đoạn cơ bản mà đang đi phụ. Còn ở cái kênh này thì nó gần như là tổng hợp về máy xúc hết rồi. Có cả những cái mẹo về máy xúc, có cả những cái cách làm, có cả những cái cách làm máy xúc, cũng nhiều lắm. Bây giờ hiện tại mình chắc là hơn 300 video rồi. Mình đã làm từ rất là lâu rồi. Bờ này thì mình đắp từ cái tầng góc này về, bởi cái tầng góc này nó rất là thiếu. Bình thường thì nó có đất thì không sao, nhưng đây nó là thiếu đất cho nên là mình phải
quăng từ cái đằng xa này về. Như này là nó khoảng 5-7 phân nha mọi người. Nói chung là nó sẽ bình quân nó khoảng khoảng như thế. Cái gầu nó trồ lên đá mà nó còn nổi hết cả cái khói trắng. Nói chung là cái là cái thay đổi này thì nếu người ta không bảo mình từ sớm, là dù mình tắt được một bờ thôi thì nó không nói. Đây mình tắt được gần hết bờ rồi. Gần hết luôn cái bờ nó cũng nhìn này. Giờ thì nó hơn 5 giờ một tí rồi. Này thì chắc là phải thêm một vài triệu nữa. Cao này chắc là hơn 1 triệu. Cái này kể ra thì nó vẫn như này được. Rồi hết rồi. Ra thì cũng được. Lát nữa thì mình sẽ đi bắt hỏi chứ. Mình quăng ở đây xong rồi ra nữa mình sẽ phóng ra bên kia để mình quăng tiếp một lần nữa. Còn như vậy thì nó sẽ nhanh hơn là mình sẽ quăng hết được bởi vì cái máy mình nó bé. Bây giờ cái đất này nó ngất thế này mình sẽ kéo lên đấy rồi. Nếu mình sang kia là mình nhảy lên mình quăng một phát lên cái bờ cái luôn. Là nó cao lên cái bờ thế thôi. Còn ở đây thì nó rất là ấy thôi. Cái gầu của mình nó kêu thì anh em thông cảm nhá. Cái cái gầu nó sơ rồi, sơ cá của nó có rất nhiều rồi. Nhưng mà người ta làm cái này thì mình mất việc thôi. Cái máy ở dưới kia hôm nay nó làm đấy mọi người ạ. Máy ở dưới này nó làm rồi đấy. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ nó là chưa ấy. Chưa xong, tối rồi. Sớm mai thì mình sẽ quay video cho mọi người xem. Đây thì mình sẽ để nó khoảng độ 50 phân này, nó làm khoảng 3 cốc. Bởi vì là nếu như mình bóc phép xuống thì cũng được thôi, nhưng mà thực ra là cái đất kia thì nó không đảm bảo để mà khi mà mình vét hết cái đất đi, mình vét hết đất đi sau này nó không đảm bảo.
toàn là đất gọi là bế hơn. Thôi, cái video này thì mình cập nhật cho anh em một chút đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Ở video tiếp theo thì mình sẽ cập nhật lại cái video cái ao này. Hôm nay thì nó là phát sinh như này thì cũng là mình không biết trước được, nên là nó hơi khó. Thôi để hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em. Xem thì nếu mà thấy hay thì cho mình một like và nhớ comment ý kiến của mình ở dưới video nhá. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Cái video này đây, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Đến ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục, mình đăng cái video, ở video sau mình sẽ đăng tiếp, nhập tiếp cái công trình. Anh em nếu mà muốn anh em muốn biết cái gì thì anh em hãy cứ comment cái ý kiến của mình ở bên dưới video nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời hoặc là làm những cái video ra để cho mọi người tham khảo. Ok. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Mình xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, và nhớ cho mình một like và hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Ok, mình chào tạm biệt tất cả các bạn trong video tiếp theo.